Xin chào tất cả các anh, các chị, các cô, chú, bác hiện đang xem video này của trang trại Hươu Sao, Tín Tài. Chào mừng đến với trang trại Nhung Hươu Tín Tài, nơi có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc nuôi và chăm sóc hươu. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho mọi người top 5 đặc điểm nhận biết hươu giống chất lượng cao, đảm bảo giúp bạn lựa chọn được con giống tốt nhất cho chăn nuôi hoặc kinh doanh. Hãy cùng khám phá nhé! Đặc điểm 1. Ngoại hình tổng thể. Đặc điểm đầu tiên bạn cần chú ý chính là ngoại hình tổng thể của con hươu. Một con hươu giống chất lượng sẽ có cơ thể cân đối, chân cao và chắc khỏe. Lông của chúng phải bóng mượt, không xù xì, đặc biệt là phần lưng và bụng. Ngoại hình khỏe mạnh là dấu hiệu đầu tiên cho thấy hươu được nuôi dưỡng tốt và có tiềm năng phát triển nhanh. Đặc điểm 2. Tính cách và động thái. Tiếp theo là tính cách và động thái của con hươu. Một con hươu giống chất lượng thường sẽ rất linh hoạt, nhanh nhẹn và có phản xạ tốt. Chúng không nhút nhát, luôn tỏ ra năng động và tự tin khi tiếp xúc với con người hay môi trường mới. Điều này chứng tỏ hươu có khả năng thích nghi và sinh sản tốt. Đặc điểm 3. Cặp sừng. Đặc điểm quan trọng tiếp theo chính là cặp sừng của hươu đực. Sừng hươu đực phát triển mạnh và đẹp là dấu hiệu của sức khỏe và khả năng sinh sản cao. Bạn cần chú ý đến độ lớn, độ cong và màu sắc của sừng. Một cặp sừng đều, khỏe, không bị biến dạng hay gãy cho thấy hươu được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt và có tiềm năng sản xuất nhung hươu chất lượng cao. Đặc điểm 4. Sức khỏe tổng thể. Sức khỏe tổng thể của hươu giống cũng rất quan trọng. Bạn nên chọn những con hươu có hệ tiêu hóa tốt, không mắc các bệnh đường ruột hay hô hấp. Chúng phải được kiểm tra kỹ lưỡng về bệnh tật trước khi được chọn làm giống. Việc duy trì sức khỏe tốt giúp hươu phát triển mạnh mẽ và có tuổi thọ cao, đảm bảo hiệu quả chăn nuôi lâu dài. Đặc điểm 5. Độ tuổi phù hợp. Cuối cùng, độ tuổi cũng là một yếu tố quan trọng khi chọn hươu giống. Độ tuổi phù hợp cho hươu giống thường từ 1,5 đến 2,5 năm tuổi. Ở độ tuổi này, hươu đã đủ lớn để sinh sản và có khả năng thích nghi nhanh với môi trường nuôi nhốt. Hươu quá già hoặc quá trẻ đều không phải lựa chọn tốt vì có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và chất lượng nhung. Vậy là chúng ta đã điểm qua 5 đặc điểm nhận biết hươu giống chất lượng cao. Hy vọng những chia sẻ từ trang trại Nhung Hươu Tín Tài sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm khi chọn hươu giống cho trang trại của mình. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video bổ ích về chăm sóc và nuôi hươu nhung. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã đón xem video của trang trại Hươu Sao Tín Tài. Thì trang trại Tín Tài sẽ thường xuyên cập nhật những cái kiến thức về sản phẩm sức khỏe, sản phẩm nhung hươu sao và những cái sản phẩm như là cao hươu, và rất nhiều các kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi hươu sao thường xuyên cập nhật ở trên kênh YouTube Nhung Hươu Sao Tín Tài của trang trại. Thì mọi người vui lòng hãy ấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới góc màn hình bên tay phải để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại cập nhật. Và đừng quên, nếu thấy video này hay và ý nghĩa, có một cái ích lợi gì cho mình, có một cái niềm vui nhỏ, thì hãy vui lòng ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến cái sản phẩm này của trang trại hơn. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video chia sẻ của trang trại. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Cuối video thì Tài dành một chút thời gian để giới thiệu đến mọi người cái bình ngâm nhung hươu ngâm mật ong này nhé. Thì trang trại Tín Tài đang làm cái bình nhung hươu ngâm mật ong, bao gồm là có một lạng nhung hươu tươi Thái Lát và một lạng nhân sâm tươi Hàn Quốc. Thì các em đang ngồi chia đây. Thì cái nhung hươu này là trang trại cắt trực tiếp từ nhung tươi ra. Đấy, một buổi sáng này trang trại cắt được tổng là 6 cặp. Thì hôm nay là không báo khách, thì trang trại làm ngâm luôn. Và cái sản phẩm làm ngâm này thì là chủ yếu là để chia nhỏ sản phẩm, để cho các anh chị, cô chú bác mà không sử dụng nguyên cặp được thì có thể sử dụng đến cái bình này. Bình này thì Tài cũng nói cụ thể luôn là gồm một lạng nhung hươu tươi Thái Lát này, một lạng nhân sâm tươi Hàn Quốc. Đây này, nhân sâm tươi Hàn Quốc mà trang trại đã rửa sạch và Thái Lát sẵn. Đây là loại sâm là 6 củ 1 kg.
Đấy, và cái mật ong rừng nha mọi người, mật ong rừng để dùng ngâm là mật ong rất là chất lượng luôn. Thì ngâm toàn bộ cái sản phẩm mà để lên một cái bình này, kể cả nhân nhung hiêu và nhân sâm đều là cái loại tốt nhất. Lên bình này thì mỗi một cái bình như thế này thì nó là 0,8 lít mật ong này, một lạng nhung này, một lạng sâm. Cái giá của bình này là 2.600.000. Thì nếu các anh chị cô chú bác mà chúng ta không lấy cái cặp nhung hiêu tươi nguyên ấy, thì chúng ta có thể sử dụng sang cái bình nhung hiêu ngâm mật ong sẵn này, trang trại đã làm sẵn chỉ về sử dụng thôi. Anh chị cô chú bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0966 592 159 hoặc là 0903 291 899 để trang trại được tư vấn kỹ hơn. Đây nhé mọi người, đây là một bình mà các em chia sẵn đây. Ở bên trong thì dưới là có 100g nhung hiêu tươi và 100g nhân sâm tươi Hàn Quốc nhé. Nhung hiêu thì nó màu đỏ đây, còn nhân sâm là cái màu vàng vàng đây.